Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. Vậy là có thể chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Cho dù có phải làm điều này đi chăng nữa, thì huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện cũng sẽ có những phương án của mình. Chúng ta đã từng vô địch SEA Games ở trên mặt sân cỏ nhân tạo và cũng đã luôn biết cách thích nghi trong rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau rồi. Thêm vào đó, có thể chúng ta sẽ có sự cổ vũ như thường lệ của các cổ động viên trên khán đài. Khán giả từ các quốc gia có thể tới Singapore để cổ vũ bóng đá vào cuối năm nay. Và có thể là đón luôn năm mới nữa khi mà trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào đúng ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đăng cai để mở cửa. Đó chính là lý do Singapore quyết tâm tổ chức AFF Cup khi mà đội tuyển quốc gia nước này gần như không có cơ hội để lên ngôi vô địch. Phóng viên Hữu Hưng của Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Singapore sẽ phân tích kỹ hơn về vấn đề này. Có thể nói AFF là một trong những sự kiện quốc tế quy mô lớn đầu tiên được Singapore tổ chức trong bối cảnh nước này bắt đầu lộ trình mở cửa, sống chung với Covid-19. Với Singapore thì đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn làm hình thức du lịch sự kiện. Bởi theo chân các đội bóng là hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn cổ động viên từ các nước ASEAN đến Singapore để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu. Như vậy là AFF đã mang đến cơ hội cho các hãng hàng không, trong đó có hàng không Singapore Airlines, rồi là sân bay quốc tế Changi được tăng công suất trở lại để mà đáp ứng nhu cầu vận chuyển các đội bóng đá và khán giả. Và tất nhiên là các khách sạn ở Singapore cũng sẵn sàng mở cửa để đón các vị khách đến tham dự giải bóng đá này. Rồi các trung tâm mua sắm, địa điểm du lịch, nhà hàng, cửa hàng dịch vụ cũng hồ hởi chào đón các tuyển thủ và các khán giả hâm mộ thể thao. Nhưng mà trên hết, đây chính là dịp để cho toàn bộ hệ thống phòng chống dịch Covid-19 của Singapore tiến hành tập dượt ở mọi khâu, từ hải quan, nhập cảnh cho đến cách ly khách sạn, kiểm soát đám đông ở sân vận động. Tất cả để làm sao cho các cầu thủ và khán giả đến xem bóng đá và du lịch tại Singapore được an toàn theo đúng lộ trình mở cửa và sống chung với Covid-19 của Singapore. Và nói tóm lại, AFF là sự kiện khởi động cho hàng loạt các sự kiện quốc tế tương tự, các hội nghị hội thảo quy mô lớn hơn mà Singapore sẽ tổ chức trong thời gian tới. Hiếu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Singapore. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tiến chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.